Hi guys, welcome mọi người đến với vlog của Moon. Và trong vlog ngày hôm nay thì Moon sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người phần 2 của chiếc vlog còn dang dở mà Moon đã làm từ rất lâu, với topic là review chi tiết những môn học tại chương trình MBA của Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ISB. Ok, mà mọi người cùng theo dõi nhé. Let's go. Thì trong video trước Moon còn nọ mọi người về một số môn mà Moon chưa có học. Và bây giờ tới thời điểm hiện tại thì Moon đã trải qua những cái môn đó và Moon sẽ review cho mọi người. Để mọi người, nếu như mà ai có quan tâm tới chương trình thì chỉ cần xem hai video của Moon là có thể hình dung được những cái môn học nó sẽ như thế nào. Đầu tiên đó chính là môn Leadership. Thì đây là cái môn mà giảng đường của mình được chọn lựa. Tại vì giảng đường của mình là có một số bạn muốn học về Project Management và một số bạn thì muốn học Leadership, cho nên trường sẽ phân ra, trường cho đăng ký là bạn nào muốn học Leadership thì chọn Leadership, bạn nào muốn học Project Management thì chọn học Project Management, và hai team sẽ học song song cùng thời điểm. Đó, thì mình chọn học môn Leadership. Thì môn Leadership mình được học với một thầy nước ngoài tên là Gareth Grace. Thầy rất là dễ thương luôn, nhìn rất giống là rocker luôn mọi người. Và cái giọng của thầy rất là hay, y như là lồng tiếng phim mà Marvel, mấy cái phim của Disney rồi vậy đó. Thì cái môn Leadership này tụi mình sẽ học về cái Leadership là gì, cái mindset của Leadership, rồi những cái phong cách lãnh đạo, rồi những cái mô hình mà mình có thể ứng dụng trong khi là mình làm những cái mô hình mình có thể ứng dụng trong khi mà mình làm leader ở công ty, hoặc là mình làm management, hoặc là mình ứng dụng cho bản thân của mình leader cái bản thân của mình control những cảm xúc gì đó. Đó, rồi thông qua những cái buổi học thì thầy sẽ cho những cái bài tập mà mình tự làm, thì sẽ có ba cái bài tập chính, hai bài tập cá nhân và một bài tập nhóm. Thì cái bài tập cá nhân của môn Leadership đầu tiên đó chính là làm một cái bài Leadership Observation and Analysis về một cái công ty của một người bạn của bạn hoặc là công ty của bạn gì đó. Thì mình sẽ xem là cái tình hình Leadership ở trong công ty đó như thế nào. Rồi mình trình bày, nói chung là chủ yếu là để thầy coi cái mindset của mình về Leadership như thế nào. Bài tập số 2, sau khi mà học thêm một số cái lý thuyết, một số cái phong cách về lãnh đạo, thì thầy sẽ cho một cái bài tập nhóm làm present về cái sự so sánh, sự thay đổi giữa Leadership giai đoạn trước Covid và sau Covid của một công ty nó như thế nào, và ứng dụng những cái model mà thầy dạy vào cái bài present đó. Và cuối cùng là bài tập cá nhân cuối cùng, thì mình sẽ phát triển một cái Leadership Development Plan cho bản thân mình trong 3 hoặc là 5 năm tới. Đó, thì đó là ba cái bài tập của môn Leadership. Đánh giá về môn này, bản thân mình cảm thấy là khá là hay, tại vì thực sự là môn này nó không có gì đúng, không có gì sai hết, chỉ là cái cách của thầy dạy rất là truyền cảm hứng cho học trò, và mình thông qua cái cách của thầy dạy, thông qua cách thầy feedback, thông qua cách thầy làm, thì mình cũng học được cái phần là Leadership từ thầy luôn. Đó, thì học chủ yếu là coaching và thầy rất là nice luôn, hỏi rồi thầy feedback rất là nhanh chóng và feedback rất là kỹ, thì 10 điểm cho thầy Grace. Ok, tiếp theo là chỉ còn lại 3 môn cuối cùng của chương trình này trước khi mà bắt đầu vào làm thesis. Hai môn đầu tiên mình vẫn học tiếng Anh, và hai môn này rất là quan trọng. Nếu như mà không học hai môn này thì mình sẽ không được làm thesis nha mọi người. Đó chính là môn PSO, hay còn gọi là Problem Solving in Organization. Moon sẽ review môn PSO trước. Thì môn PSO mình sẽ học chủ yếu là cái cách mà mình làm giải quyết vấn đề như thế nào, và cái cách này mình sẽ ứng dụng vào cái việc mình làm cái thesis trong cái khóa MBA này. Thì môn này là cô Mai Trang dạy, thì cô Mai Trang là hầu như là khóa nào cô cũng dạy môn này cho cái chương trình MBA ISB hết, và cô có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy môn này. Tuy nhiên thì học với cô thì bài tập khá là nặng, và cô yêu cầu tất cả mọi người phải đọc bài rất là kỹ, và trong lúc mà cô giảng bài thì cô có thể kêu bất cứ tên của bạn nào để mà cô hỏi về cái vấn đề đó, chứ không phải là nhóm trình bày rồi ai muốn đại diện là đại diện, cô sẽ hỏi những người còn lại trong nhóm. Cho nên là học môn này thì mọi người sẽ có một cái động lực là mọi người đọc bài rất là nhiều,
Nhưng mà mình thấy cũng ok, tại vì khi mà mình đọc bài này thì nó sẽ ứng dụng vào cái thesis của mình. Thì mình sau gì làm thesis thì mình cũng phải đọc thôi, cho nên là mà thậm chí là bây giờ mình đọc muốn mình làm thesis mình cũng phải đọc lại. Cho nên là cái vấn đề là đọc thì cũng tốt cho mình thôi. Đó. Thì đối với môn học này thì mình sẽ có những cái dạng bài tập như sau. Bài tập cá nhân là bài tập mà mỗi tuần thì cô sẽ cho mình, xong sau đó mình nghiên cứu, mình đọc sách và mình viết lại theo cái ý của mình và mình nộp cho cô. Xong sau đó là mình vào lớp, các nhóm đại diện thuyết trình thì mình sẽ phản biện, đặt câu hỏi hoặc là đóng góp ý kiến gì đó cho các bạn. Tiếp theo nữa là mình sẽ có bài tập nhóm. Bài tập nhóm của mình sẽ là làm một cái BSO case study. Mình sẽ chọn một công ty và sau đó mình sẽ đi tìm cái symptom, rồi mình chọn cái main problem trong công ty đó mình giải quyết, và mình viết thành cái bài report. Đó là bài tập nhóm. Và một bài thi cuối cùng đó chính là bài thi cá nhân. Thì các bạn sẽ cái năm của mình đó thì mình làm ở trên online. Mình thi online là cái bài tập, thí dụ như là cô sẽ cho một cái vấn đề là công ty đó nó bị cái high turnover rate đi, thì đối với mình ứng dụng vào BSO thì mình sẽ làm từng bước là mình sẽ làm cái gì. Và câu số 2 là mình sẽ so sánh sự khác nhau giữa qualitative research và quantitative research. Đó. Nói chung là đánh giá một môn học này thì cô Trang khá là kỹ tính. Thật sự thì cô kỹ tính thôi, chứ đối với mình là cô không có khó tính nha mọi người. Cô dạy rất là có tâm và giống như là cô muốn mọi người phải hiểu, phải đọc bài nọ, cho nên là cô thường hỏi rất là sâu, hỏi xoáy vào để xem là bạn có đọc bài, bạn có thực sự hiểu cái vấn đề hay không. Tại vì cái này rất là quan trọng, giúp bạn làm được thesis sau này tốt hay không. Cho nên là đối với một số bạn thì học môn học này có thể là áp lực đó nha mọi người. Ok, thì cái môn này mình học nhiều về cái phương pháp gọi là qualitative research, thì hay gọi là nghiên cứu định tính đó mọi người. Đó, thì trong đây mình sẽ được học những cái phương pháp mà mình interview như thế nào, cách mà mình dùng lý thuyết để mình chứng minh những cái lập luận của mình như thế nào, cũng khá là hay. Và một trong những môn học cuối cùng tiếp theo đó chính là môn quantitative research. Nhưng mà cái môn này thì trường lại đặt tên là business research methods. Đó, thì cái môn này thì học chủ yếu là về định lượng nha mọi người, là giống như cái môn mà market research mà ngày xưa mình học marketing ở trong trường vậy đó. Thì mình sẽ giống như là làm nghiên cứu thị trường, lấy mẫu rồi về trả SPSS rồi về phân tích ra. Thì đối với môn này thì mình sẽ có 3 bài tập, và 3 bài tập đa số là bài tập nhóm. Thì thầy Vĩ là dạy môn này. Thì bài tập nhóm, bài tập đầu tiên thì mình sẽ làm một cái bài để mà mình phân tích cái mối quan hệ giữa các yếu tố đó, chạy SPSS. Nói chung là mình cũng không có giỏi môn này lắm. Rồi, bài tập số 2 là mình sẽ chạy một cái bài tập về gọi là xem cái sơ đồ định vị. Xem cái sơ đồ định vị của mình so với các đối thủ như thế nào, mình sẽ đặt thiết kế bản câu hỏi như thế nào. Rồi mình sẽ chạy dữ liệu để mình thấy được có một cái map, perceptual map á. Rồi mình sẽ xem là đối với những cái yếu tố nào thì mình so với đối thủ mình thế nào. Và bài tập cuối cùng đó chính là bài tập mà khi mà mình muốn launching một cái sản phẩm có những cái yếu tố gì đó, thì mình sẽ đi nghiên cứu khách hàng, mình coi là khách hàng thích yếu tố nào để mà mình launching cái sản phẩm có những cái yếu tố đó phù hợp hơn. Đó là 3 cái bài tập về nghiên cứu thị trường. Song song đó thì trong quá trình học, mỗi tuần mỗi nhóm sẽ được phân một cái topic để mà chuẩn bị present cho các bạn ở trong lớp. Đánh giá về môn này, thầy khá là nice, khá là dễ. Và cái môn này học cũng khá là nhẹ nhàng, thầy cũng không có quá áp lực mà mọi người phải đọc bài gì hết. Đó. Rồi thầy dạy cũng rất là kỹ luôn. Nói chung là mình thấy môn này ok, nhưng mà mình không có năng khiếu chạy SPSS, cho nên môn này là bây giờ mình học xong mình cũng không nhớ nhiều về SPSS, không biết chạy luôn. Và môn học cuối cùng, đặc biệt đối với môn học cuối cùng này, đó chính là môn triết học. Môn triết học thì mình sẽ học song song với quá trình tụi mình bắt đầu làm cái thesis luôn nha mọi người. Thì môn triết học này mình sẽ học, môn triết học này mình sẽ học tiếng Việt và học với thầy Xuân Thanh, thầy là trưởng khoa triết học của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
thì giống như là mình học triết học hồi đại học thôi, thì trong môn này thì thầy cũng sẽ dạy những cái lý thuyết về triết học này nọ, xong sau đó là thầy sẽ cho mình, do tụi mình học online cho nên là sẽ không có thi mà sẽ làm bài tiểu luận, thì tụi mình sẽ phải làm hai bài tiểu luận, một bài là về tư tưởng của Mạnh Tử và một bài nữa là về quan điểm toàn diện và ứng dụng vào nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó. Nói chung là mọi người nghe là mọi người thấy môn triết học là như thế nào rồi đúng không? Nói chung là cuối cùng thì Moon cũng đã trải qua được tất cả các môn của chương trình học MBA và chỉ còn một phần cuối cùng, đó chính là làm thesis và defense và bảo vệ cái thesis của mình, rồi sau đó là tốt nghiệp. Thì đến thời điểm hiện tại làm video này thì Moon đã đi được 1/3 chặng đường rồi, thì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là mình hoàn thành cái thesis. Thì Moon nghĩ là sau khi Moon hoàn thành cái thesis thì Moon sẽ làm một cái video cuối cùng trong cái chuỗi series đi học và review các môn học này. Đặc biệt video cuối cùng đó Moon sẽ review về cái làm thesis thôi, để cho mọi người có thể theo dõi. Ok, video đến đây là kết thúc. Thì Moon hy vọng là những thông tin sẽ giúp ích cho mọi người trong khi mà mọi người lựa chọn học chương trình MBA tại ISB của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà mọi người thấy thông tin hữu ích thì mọi người hãy like và subscribe cho Moon để Moon có động lực làm những video sau nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.